Chẳng hành sắc chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành thọ tưởng hành thức viên mãn, chẳng hành thọ tưởng hành thức chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến chẳng hành trí nhất thiết viên mãn, chẳng hành trí nhất thiết chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng viên mãn, chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Vì cớ sao này Thiện Hiện, khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa còn chẳng thấy chẳng đắc sắc thọ tưởng hành thức, huống là thấy có đắc sắc thọ tưởng hành thức hoặc viên mãn hoặc chẳng viên mãn. Như vậy cho đến còn chẳng thấy chẳng đắc trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, huống là thấy có đắc trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc viên mãn hoặc chẳng viên mãn. Khi ấy cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lạ thay, Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, khéo vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đại thừa tuyên nói tướng chấp trước, tướng chẳng chấp trước. Phật dạy: Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, khéo vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đại thừa tuyên nói tướng chấp trước, tướng chẳng chấp trước. Lại nữa Thiện Hiện, khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhãn cho đến ý hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc cho đến pháp hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhãn thức cho đến ý thức hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nội không cho đến vô tính tự tính không hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến chẳng hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tất cả hạnh đại Bồ Tát vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này Thiện Hiện, khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa như thế, như thật biết rõ sắc không có tướng chấp trước chẳng chấp trước, thọ tưởng hành thức cũng không có tướng chấp trước chẳng chấp trước. Như vậy cho đến như thật biết rõ tất cả hạnh đại Bồ Tát không có tướng chấp trước chẳng chấp trước, vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng không tướng chấp trước chẳng chấp trước. Khi ấy cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp tánh sâu xa thật là hiếm có, hoặc nói hoặc chẳng nói đều chẳng tăng chẳng giảm. Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, pháp tánh sâu xa rất là hiếm có, hoặc nói hoặc chẳng nói đều không tăng giảm. Này Thiện Hiện, giả sử Như Lai ứng chánh đẳng giác, trụ hết thọ lượng, khen chê hư không, song hư không kia không tăng không giảm. Pháp tánh sâu xa cũng lạ như thế, hoặc nói hoặc chẳng nói đều không tăng giảm. Này Thiện Hiện, ví như huyễn sĩ, đối với lời khen chê không tăng không giảm, cũng không buồn vui. Pháp tánh sâu xa cũng lạ như thế, hoặc nói hoặc chẳng nói đều như kia không khác. Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa là việc rất khó. Nghĩa là đối với bát nhã ba la mật đa đây, nếu tu hay chẳng tu thì cũng không tăng không giảm, không buồn không vui, không thuận không trái. Song siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề thì thường không thối chuyển. Vì cớ sao? Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như tu với hư không đều không sở hữu. Bạch Đức Thế Tôn, như trong hư không không có sắc để biết, không có thọ tưởng hành thức để biết, không có nhãn xứ để biết, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ để biết, không có sắc xứ để biết, không có thanh hương vị xúc pháp xứ để biết, không có nhãn giới để biết, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới để biết, không có sắc giới để biết, không có thanh hương vị xúc pháp giới để biết, không có nhãn thức giới để biết, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới để biết, không có bố thí ba la mật đa để biết, không có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa để biết, không có nội không để biết, không có ngoại không cho đến vô tính tự tính không để biết, không có bốn niệm trụ để biết, không có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo để biết. Như vậy cho đến không có 10 lực Như Lai để biết, không có 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng để biết, không có trí nhất thiết để biết, không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để biết, không có quả dự lưu để biết, không có quả nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác Bồ Đề để biết, không có tất cả hạnh đại Bồ Tát để biết, không có vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật để biết. Việc tu bát nhã ba la mật đa cũng lạ như thế, nghĩa là trong pháp bát nhã ba la mật đa sâu xa đây không có sắc để được, không có thọ tưởng hành thức để được, cho đến không có tất cả hạnh đại Bồ Tát để được, không có vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật để được. Trong đây dù không có các pháp để được, nhưng các đại Bồ Tát vẫn siêng năng tinh tấn tu học bát nhã ba la mật đa cho đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thường không thối chuyển. Cho nên ta nói các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa là việc rất khó. Hết quyển thứ 436.